Hello tất cả mọi người, hôm nay một ngày Vi khá là rảnh và Vi đang kiếm chuyện làm. Đây là cái ban công mà nó đối diện phòng của Vi, cho nên giờ Vi đang kiếm chuyện để làm đốt thời gian đó. Lúc này là Vi đang cột mấy cái dây lại trong cái lưới đó là dưới bếp xốp không? Để không có làm gì hết, cho nên Vi tự chế mình đề co làm cái chỗ treo cây thôi. Đó, lúc này là đang cột lại cho chặt xà rốt nè. Đó. giờ là chạy đi mua cây nè, vẫn đen theo chạy đi mua cây. Lượng hồi lựa được 4 chậu á mọi người, thì chậu này giá tầm 35 tới 100 ngàn á, mua 4 chậu thì giá 200 ngàn. Đó, nói vậy đó cho mẹ tao nghe, mẹ tao chửi chết luôn á. Mẹ đứng coi nha. Nè nè, hốc hiền đen. Cái công viên đó có cái ghế tự nhiên nằm ngang vậy mọi người, có cười không? Đen kìa. Thôi, giờ là bắt đầu là cái mấy cây đó cũng là dưới phòng bếp shop luôn. Đó, lấy hết lên rồi trồng cây thôi chứ làm gì đâu. Dư, nói chung là dư không có làm gì hết. Đó, nói chung là mua được có 4 chậu thôi, rồi từ Vi sẽ sưu tầm mỗi thứ, mỗi chậu để mà treo lên. Cho cái tiền đâu mà mua nhiều dữ vậy? Mua từ từ chăm lên chứ đúng không? Nãy nói mua cái bình xịt nước mà quên mua luôn. Xong mua 4 cây không luôn. Để nào rảnh đi mua. Không biết tưới nước bằng gì nữa. Đó, dễ thương không? Trồng gì đó chứ không có biết cai chăm đâu. Đây thì cái phía sau mình nó có một cái gian này nữa nè. Mọi người hãy đón xem tiếp phần 2 Vi sẽ đề co cái gì cho cái gian sắt này nha. Cái chỗ này Vi sẽ để cái ghế là bắt cái võng để nằm ngủ mọi người. Cho nên là mọi người hãy đón xem phần 2. Bye bye mọi người.